Chào mừng mọi người đã đến với bạn có biết của OneCat Việt Nam. Revit 2024 đã ra mắt và trong cái phiên bản này hãng đã cập nhật hơn 50 tính năng mới cho người dùng. Trong video này thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người top 5 tính năng mới mà mình thấy cực kỳ hữu ích cho người dùng mà ai cũng phải sử dụng. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu video. Ok, đây là giao diện của Revit 2024 nè. Và điểm mới đầu tiên mà chúng ta có thể thấy ngay á, đó chính là việc mà hãng đã cập nhật cho chúng ta thêm những cái sample mẫu mới. Đó, ở đây nè. Và nếu mọi người nhớ là với phiên bản như Revit 2023 mà trở lại, chúng ta có những sample mẫu về kiến trúc và kết cấu, nhưng mà nó sẽ không có đầy đủ các bộ môn. Với cái sample mẫu mới này á, chúng ta sẽ có đầy đủ các bộ môn điển hình nhất trong một dự án của ngành xây dựng, như là kiến trúc nè, kết cấu nè, HVAC nè, lâm binh nè, hoặc là electrical đó. Thì việc mà hãng bổ sung cho chúng ta một cái sample mẫu đầy đủ các bộ môn như thế này á, nó sẽ giúp cho những cái người mới á, những người mới mà khi sử dụng Revit á, sẽ có được một cái bức tranh tổng quan là khi mà mình xây dựng mô hình 3D trong Revit á, thì mình sẽ phải chia các bộ môn như thế nào nè đó, và mình phải làm gì để có thể là tách ra được những cái bộ môn như vậy. Nó sẽ giúp cho người dùng tham khảo một cách dễ dàng hơn ha mọi người. Rồi, đó là điểm mới đầu tiên. Và điểm mới thứ hai đó chính là việc mà hãng đã thay đổi về cái phần template. Mình sẽ vô template đây. Này, ở những phiên bản cũ á, chúng ta sẽ có rất nhiều template mẫu cho từng bộ môn. Với phiên bản mới này á, nó chỉ còn có hai dạng template thôi. Hai dạng template này sẽ theo đơn vị và dùng cho tất cả các bộ môn cho mọi người. Nếu mà mọi người để ý á, ở những phiên bản cũ mà khi chúng ta sử dụng template á, ví dụ như chúng ta cần tạo ra một cái master plan á, chúng ta phải sử dụng template của kiến trúc, tại vì nó có cái mặt bằng là size á. Còn nếu mà chúng ta sử dụng template của mình nhớ không lầm là của bên cơ điện nè, HVAC, mechanical này nọ, nó sẽ không có cái mặt bằng gọi là size đó. Rồi ok, bây giờ mình sẽ cancel cái này. Bây giờ mình sẽ mở một cái file lên ha. Ở đây mình mở sẵn rồi nè. Rồi, điểm mới tiếp theo á, mà chúng ta có thể thấy ngay được á, đó chính là cái việc mà Register Browser nó có thêm cái phần search ở đây. Về cái tính năng này á, mình đã có đề cập tới trong một cái video. Mọi người có thể thấy phía trên này, mọi người có thể là xem cái video đó nha. Tính năng thứ hai mà mình muốn giới thiệu đến mọi người chính là chế độ mà đặt thêm, chế độ nền tối của Revit á. Thì để cài đạt được cái chế độ này á, chúng ta cần truy cập vô trong cái phần option ở đây này. Rồi mình chọn color, mình chuyển cái này về dark. Rồi mình bấm ok. Dạ, chúng ta đã có chế độ dark mode trên Revit 2024. Nó rất là gọi là đẹp nha mọi người, và nó khá giống là AutoCAD. Rồi ok. Trên cái chế độ nền tối này á, mình thấy là mình nhìn những cái icon nè, những này nó sẽ nổi khối hơn. Và theo thông tin mà mình biết được á, để có thể cập nhật chế độ nền tối cho Revit 2024 á, hãng đã cập nhật thêm hơn 2.000 icon mới. Icon như thế này nè, mấy cái này nè, để có thể là sử dụng trên cả nền tối và nền sáng. Ok, tính năng tiếp theo mà mình thấy cũng rất là hay, đó chính là việc mà hãng bổ sung thêm một cái chế độ là Texture. Đây, giờ mình sẽ zoom vào đây xíu. Rồi, cái chế độ Texture đó nó nằm ở đây nè. Một này ha. Đây nè. Rồi bây giờ mình sẽ bật chế độ ánh sáng lên một chút. Bật chế độ lên ánh sáng mặt trời lên. Ok. Rồi, như bình thường, mọi người nhìn đang ở chế độ Sharp. Sharp ha. Rồi, mình chuyển sang chế độ Texture. Mình sẽ có phần vật liệu. Thì theo như thông tin mình biết á, thì cái chế độ Texture này nó sẽ giúp chúng ta có thể là kiểm tra nhanh những cái vật liệu trong các đối tượng 3D. Đó. Thường trước đây nếu chúng ta muốn kiểm tra nhanh cái phần vật liệu á, chúng ta phải chuyển về cái chế độ Realistic đây nè. Thì khi mà chuyển sang chế độ này á, nó sẽ làm máy tốn nhiều tài nguyên hơn, tại vì nó phải render hình ảnh nè, ánh sáng nè, mọi thứ. Với chế độ Texture này á, máy nó chỉ phải render cái phần mà vật liệu thôi, nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi cái chế độ ánh sáng nữa. Đó, mọi người nhìn ha, đây là chế độ Realistic nè. Rồi chế độ Texture này. Như này mọi người có thể thấy là khi mình chuyển từ cái shape qua chế độ mà texture thì nó rất là nhanh đó,
máy nó tiết kiệm được tài nguyên và chạy nhanh hơn rất là nhiều, giúp cho quá trình làm việc của chúng ta tốt hơn ha. Tính năng tiếp theo mà mình muốn giới thiệu đến mọi người đó chính là Lean Model Coordination từ trong Autodesk Docs. Thì trước đây trong Revit cho phép chúng ta có thể là lên được file Navisworks thông qua cái tính năng là Insert, chọn Model Coordination, Coordination Model. Và với phiên bản Revit 2024 bây giờ chúng ta có thể lên được những cái model từ trong Autodesk Docs luôn ha. Mình click đây, mình chọn Autodesk Docs nè. Rồi mình vô dự án rồi ha, rồi bây giờ mình sẽ chọn file nè. Và theo như thông tin mình biết được thì cái tính năng này nó sẽ cho phép mình gọi là link được hơn 60 định dạng tạp khác nhau trên Autodesk Docs vào trong Revit. Bây giờ mình sẽ chọn cái thư mục này, show cho mọi người xem. Đó, nó sẽ cho phép mình link file IFC nè. Đó, rồi file Revit nè, file Navisworks nè. Bây giờ mình sẽ click thử cái file IFC này ha, mình click vô nè. Nó sẽ ra một cái view 3D cho phép mình xem chiếc cái file. Đây, đó. Và nó sẽ có những chế độ link như thế này. Ở đây hiện tại là có hai chế độ link nha mọi người. Rồi, và mình thấy được cái version của nó. Bây giờ mình sẽ cancel, mình patch lại đi. Mình không có link cái file này, mình sẽ link một cái file Revit để cho mọi người xem. Whip này, rồi kiến trúc này, model. Đây, mình sẽ link cái file này. Rồi, trong cái file này mình có chia ra những cái view như thế này, thì nó cho phép mình chọn đúng cái view đó để link vô luôn. Cái cải tiến này rất là hay nha mọi người, vì nó cho phép mình chọn đúng cái view mà mình cần kiểm tra để link vô. Nó sẽ giảm thiểu cái thời gian mà mình phải đi thiết lập lại bật tắt đối tượng ở trong những cái file Revit này. Ví dụ như ở đây mình có từng tầng thì mình link đúng cái view của tầng đó vô để mình kiểm tra thôi. Nó sẽ giúp cho cái việc là hạn chế cái việc mà máy sử dụng quá nhiều tài nguyên. Thay vì bây giờ mọi người phải lên nguyên cái model này vô nè, model combiner vô nè, vô trong đây thì máy nó sẽ phải tốn nhiều tài nguyên hơn để xử lý. Thì bây giờ mình chỉ lên đúng một cái tầng mà mình cần thôi, vô trong model này để kiểm tra và check lát ha, thì nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Rồi khi cần thì mình chọn list, mình list cái link nè, mình list cái tầng này. Đây mình xem trước nè. Rồi nếu mà ok rồi thì mình sẽ bấm link vô để cho nó vô trong file của mình ha. Nhưng mà bây giờ mình sẽ cancel, mình không có link nha. Rồi ok. Và một điểm đặc biệt nữa là như những cái video trước mình có chia sẻ với mọi người nếu như mình dùng Revit 2024 thì mình chỉ có thể link được những cái file cùng phiên bản, có nghĩa là phải là file Revit 2024 thì mình mới có thể link được. Đối với những file mà khác phiên bản thường mình sẽ không link được và mình phải sử dụng một công cụ gọi là Desktop Connector để link file vô. Thì cái công cụ đó nó cũng sẽ không hiệu quả, tại vì khi mà mình link file bằng Desktop Connector nó sẽ, những cái file link đó nó sẽ bị khóa lại đó, nó sẽ không hay. Với cái tính năng này nó sẽ cho phép mình link được những cái file khác version luôn. Đây là một ví dụ nè, mình đang sử dụng là Revit 2024 và cái file mọi người đang thấy trên đây nè, cái file link vô nó là Revit 2023 và mình có thể sử dụng tính năng này nè, tính năng này để link file vô trong model của mình luôn. Nó sẽ không còn cái mặt hạn chế là mình phải gọi là nâng cấp cái file này từ Revit 2023 lên 2024 thì mình mới mở được. Ok, tính năng cuối cùng mà mình muốn giới thiệu đến mọi người đó chính là việc mà thêm nhanh nhiều view vào trong sheet. Bây giờ mình có chuẩn bị sẵn một cái sheet ở đây rồi. Đây. Rồi, đây là một cái sheet nha. Rồi, trước đây khi mà mình làm việc mình muốn thêm những cái sheet này vô trong, mình thêm những cái view này nè vào trong sheet á, thì mình phải gọi là mình nắm kéo từng cái, mình lôi vô để mình layout. Thì với phiên bản Revit 2024 nó cho phép mình là chọn nhanh. Mình có thể dùng phím Shift hoặc là phím Control đó để chọn nhanh những cái view mà mình cần. Sau đó mình nắm kéo, mình lôi vô đây. Và khi mà đưa vô, phần mềm nó sẽ tự động gọi là nó sắp xếp lại các view để tránh cái việc là các view bị chồng đè lên nhau. Đây, mọi người có thể thấy ha. Bây giờ mình sẽ có 3 view mình sắp xếp theo thứ tự đàng hoàng. Đó, ok, rất là hay nha mọi người. Không chỉ ở view mà chúng ta còn có thể sử dụng cho sheet luôn nè. Rồi đây mình sẽ chọn 2 sheet nè, rồi chọn 3 sheet, mình nắm kéo mình lôi vô. Đó, vừa rồi là một video ngắn của mình giới thiệu cho mọi người về top 5 tính năng cực kỳ hữu ích mà mình nghĩ là ai cũng sẽ cần phải sử dụng khi mà mình làm việc với phần mềm Revit.
Cảm ơn mọi người đã xem video này. Nếu mọi người có thắc mắc gì, hãy để lại bình luận ở phía bên dưới để chúng ta có thể cùng trao đổi với nhau. Hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo.